xin kính chào tất cả các anh chị cùng toàn thể các bạn. Tôi xin giới thiệu tên tôi là Dương Văn Trường, là nhân viên công ty thuốc thủy sản OBS và hiện tại thì tôi đang phụ trách tại khu vực thủy sản Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp hôm nay thì tôi mời các bạn đến với phòng ngừa của anh Biên tại phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và xem qua cái mô hình của anh. Thì tôi xin giới thiệu thêm thì ở đây thì cái mô hình ở cái khu vực thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện tại thì tất cả những cái mô hình gần giống nhau, toàn bộ thì các cái nhà, cái bể cũng như cách làm thì nó cũng tương đồng giống nhau. Và mời các bạn xem qua, đây là cái tất cả những mô hình trong khu nuôi của anh Biên, và cũng như tất cả những cái con người nói chung ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì tất cả các bể thì đều xây bằng bể xi măng. Cũng có một số gia đình thì làm bằng khung sắt và mái thì vẫn là lập túi ni lông. Và khu nuôi này thì nằm trong khu dân cư. Thì hôm nay phòng nuôi của anh Dương đã được 112 ngày và mời các bạn xem qua tung. Tôi mới lên chơi oxy. Cho anh mỡ bỏ cái việc. Xúc cho sâu. Quá ok. Để mô hình toàn bộ là tất cả các mái che như nhau và hiện tại thì nuôi trong khu dân cư chứ không có nuôi ở ngoài đồng bìa như ở các nơi. Và bây giờ thì chúng ta xem tôm. Tôm đây là 100 ngày, 38 con tôm từ Úc. Và ở đây toàn bộ các cái sản phẩm thì đều dùng bằng thuốc thì của công ty thuốc thủy sản OBS. Cám thì cám Gromac. Tất cả các farm nuôi thì đều có cái mô hình giống nhau. Xây ở trong nhà. Và trước mặt chúng ta đây là gia đình ở khu vực gia đình ở. Đây là khu nhà ở và đây cũng là trước mặt là đều là cái khu dân cư. Đây là khu để thuốc bình gel inolil hơ cua beta glucose. Đó một thuốc OBS. Đây là bia yêu hôn. Chào Biên, thì hôm nay anh cũng thay mặt công ty thuốc thủy sản OBS và đến thăm em cũng như thăm trại nuôi thì em có những cái gì tâm sự với bà con nuôi tôm cũng như là về tâm sự về những cái sản phẩm thuốc của công ty OBS. Nói chung là trong quá trình nuôi thì thứ nhất là em mới vào nghề nuôi, thứ hai nữa là thấy từ cái quy trình cho đến cái sản phẩm của OBS thì nói chung là cũng đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà em nuôi được 2 vụ rồi nhưng mà toàn được tôm kề tôm đầu to cả. Thì thấy nó cũng đạt hiệu quả về cái vấn đề sản phẩm đến chất lượng cũng là ổn. Thì ở đây thì em thường thì em hay dùng với các loại sản phẩm gì, ví dụ vi sinh nhé. Thì em hay dùng thì em dùng Acimoac với lại cái Acidobac hay gì Acimoac với lại BST của
OBS, rồi thì còn về bộ đường ruột thì em dùng BioGood, BioGold với lại Lactic, thì gan thì hớp cua, bơ hớp, với lại Inolio, vậy thôi, em cứ dùng vậy thôi, đơn giản. Thì sau hai cái vụ mà mình đã thành công rồi thì em có cảm tưởng cái gì về, có những cái thắc mắc gì về đội ngũ nhân viên cũng như các cái sản phẩm của công ty, thì em cứ mạnh dạn nói lên để cho anh em nhân viên công ty cũng như để là cái công ty thuốc thì rút kinh nghiệm và là làm tốt hơn cho khách hàng. Trong quá trình nuôi thì thấy thứ nhất là nhân viên của công ty, thứ hai nữa là được sự hỗ trợ của anh Trường nữa, rồi anh em chạy đến với nhau rất là nhiệt tình, rồi thì hỗ trợ nhau về thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai nữa là về giải pháp làm sao để mà nuôi trồng cho nó đạt cái hiệu quả, dùng thuốc như thế nào cho nó đỡ và nó mà đạt được cái hiệu quả cho tốt nhất. Thì theo em thì em có cảm thấy cái thuốc thủy sản OBS thì hiện tại thì bây giờ thì cái chất lượng trong suốt mấy vụ nuôi thì em có thấy có hiệu quả không, và em cũng nên tâm sự với bà con thêm để cho những cái người khác người ta biết được về cái thuốc thủy sản OBS và cái cách làm nhiều hơn về cái thuốc. Nói chung là trong cái nuôi trồng đấy thì nó có những cái vấn đề là mình cứ nghĩ đó là thuốc nào thì nó cũng là thuốc tốt, nhưng mà anh làm có đúng quy trình và theo đúng cái cách của nhà thuốc đề ra hay không. Thì trong khi đấy, trong mấy vụ nuôi vừa rồi đây thì em thấy OVS nó ra mấy cái sản phẩm như ví dụ như hơi cua, hơi bơ hớp, rồi thì Inulio với lại BioGold, thì thấy nó đạt, nó cũng là nuôi thế thì nó cũng ổn định, thứ nhất về đường ruột, thứ hai nó về gan thì nó khỏe, thấy nó ok. Thì hai vụ là thành công rồi, thì sang vụ thứ ba thì em phát biểu cảm tưởng là em tiếp tục có đi theo OBS nữa không, hay là bây giờ là dừng cuộc chơi? Có chứ, bỏ cho được. Mình đã làm theo cái quy trình đấy mà mình thấy ổn thì mình cứ thế mình làm thôi. Chưa bỏ thì gãy gắn thì chưa chừng chết mẹ. Rồi, thành công quá mà đúng không? Rồi, anh rất cảm ơn em. Rồi. Rất cảm ơn em và chúc cho em có những cái mùa tiếp theo thành công hơn nữa với OBS. Vâng, và qua đây thì tôi cũng giới thiệu qua cái mô hình của anh Viên, và nếu như các bạn có những thắc mắc tâm sự gì thì hãy gọi cho tôi bằng số điện thoại 0971 396 938. Tôi rất vui được phục vụ đến tất cả quý anh chị toàn thể các bạn và xin được đóng góp ý kiến với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.